nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Susan Collins tuyên bố bà sẽ không bầu cho ứng cử viên tổng thống do chính đảng của bà đề cử, ông Donald Trump, bởi vì ông này không đại diện cho các giá trị của Đảng Cộng hòa hoặc cho lối tiếp cận bao gồm mọi thành phần trong đường lối cai trị mà đất nước cần có. Thượng nghị sĩ Susan Collins đã có một bài bình luận đăng trên tờ Bưu điện Washington, nói rằng quan điểm của bà cho rằng ông Trump không đủ năng lực để làm tổng thống, được dựa trên việc ông hoàn toàn gạt sang một bên nguyên tắc phải đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng. Thượng nghị sĩ Collins nói tiếp, thay vào đó, ông châm biếm những người dễ bị tổn thương nhất và khơi dậy những thành kiến bằng cách tấn công các thiểu số sắc tộc và tôn giáo. Bà bày tỏ lo ngại rằng nếu được bầu lên, sự thiếu tự chủ của ông Trump và những tràng phát biểu của ông dựa trên những thông tin sai lệch sẽ khiến cho thế giới trở thành một nơi chốn nguy hiểm hơn. Tính tới tối ngày 8 tháng 8, chiến dịch tranh cử của ông Trump chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố của Thượng nghị sĩ Collins. Nhưng họ đã phản hồi bức thư của 50 cựu quan chức an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại đã từng phục vụ dưới quyền các tổng thống Đảng Cộng hòa của Mỹ, trong đó tuyên bố rằng họ sẽ không bầu cho ông Trump.